Xin được gửi lời chào tới toàn thể anh chị em, bà con, cô bác trên mọi miền Tổ quốc đã cùng quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương tiếp tục lên sóng cho anh chị em, bà con, cô bác một cái mẫu xe Hyundai Accent, form dáng sedan nhập khẩu Hàn Quốc đấy ạ. Một chiếc Hyundai Accent sản xuất năm 2012, số tự động động cơ của xe là 1.4 nhập khẩu Hàn Quốc anh chị em nhé. Màu xanh ngọc này, form dáng sedan. Và một chiếc xe đời 2012 nhưng mà xe còn cực kỳ là chất và đẹp. Máy zin, số zin, cột kèo keo chỉ zin, xe đẹp không lỗi. Lộ thất bên trong của xe còn rất là tươi anh chị em nhé. Và em đang chào bán với giá là 330 triệu vẫn còn thương lượng. Vâng ạ, 330 triệu vẫn còn thương lượng cho anh chị em nào đang quan tâm thiện chí về dòng Hyundai Accent màu xanh ngọc phiên bản tự động này. Thì anh chị em có thể kết nối qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn thêm và sẽ chốt cho anh chị em một mức giá tốt nhất ạ. Hoặc là chúng ta có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe. Em mời anh chị em nhà mình cùng em đi dạo qua một vòng để có thể ngắm sơ qua tổng thành form dáng, những chi tiết bên ngoài cũng như là sơn si của chiếc xe. Vâng, form dáng của xe còn cực kỳ là chuẩn form này. Một lớp sơn màu xanh ngọc cũng khá là đẹp các bác nhá. Và sơn thì còn rất là đều xe. Đó, form dáng của xe đấy ạ. Hyundai Accent là một cái dòng xe chạy cũng khá là lành này. Máy móc cũng bền bỉ, đồ thay thế sửa chữa thì sẵn và cũng hợp lý các bác nhá. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần ngoại thất của chiếc xe. Sau đó thì em sẽ quay vào trong phần nội thất này, phần keo chỉ gầm bệ và cuối cùng là khoang động cơ của chiếc xe cho anh chị em cùng vào xem và tham khảo. Đầu tiên là phần đầu xe đây ạ. Logo và mặt ca lăng cũng được mã ốp chrome, xe tư nhân biển Hải Phòng các bác nhá. Hệ thống đèn của xe. Và hệ thống đèn của xe thì vẫn là đèn halogen. Ở dưới đây thì chúng ta có trang bị đèn gầm và cái cặp đèn pha của xe đây ạ. Vâng, một chiếc xe cũng có tuổi đời là gần 10 năm rồi các bác nhá. Gần 10 năm rồi. Nhưng mà cái cặp đèn pha của xe cũng còn rất là ok, vẫn còn trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố này. Còn đây là cái phần khớp nối giữa phần cản trước và phần thân xe thì còn cực kỳ là khít anh chị em nhá. Đây ạ, còn cực kỳ là khít này. Sang cái cụm đèn pha bên này. Và cụm đèn pha bên này cũng vậy, cũng còn trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố phần khớp nối đây ạ. Quá là khít các bạn nhá. Chứng tỏ là xe không có hiện tượng va quẹt cái phần cản trước và phần đầu xe. Và nhìn tổng thể form dáng phần đầu xe thì cực kỳ là chuẩn form luôn. Không có hiện tượng bị lệch lạc form do bị va quẹt hay là tai nạn ở cái phần đầu xe này. Ok chưa ạ? La răng cổ xe. Vâng, la răng cổ xe là la răng đúc đa chấu các bác nhá. Vâng, la răng đúc đa chấu này. Lốp lát của xe còn khá là dày. Vâng, lốp lát của xe còn khá là dày này. Các bác mua xe về đi tầm khoảng đôi 3 năm nữa mới phải thay lốp. Phần cua lốp bên trong của xe thì không có hiện tượng han gỉ mục mọt. Vâng đã. Phần cua lốp bên trong này và phần giảm sóc của xe thì không có hiện tượng han gỉ mục mọt anh chị em nhá. Còn rất là chất lượng luôn. Sang đến phần thân xe. Vâng ạ, sang đến phần thân xe thì xe được trang bị 4 la răng đúc dạng đa chấu này. 4 phanh ABS, 4 bánh chống bó cứng an toàn, đi rất là an toàn anh chị em nhá. Xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn nét đấy ạ. Và xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn nét này. Cái phần gương này thì đã được bác chủ cũ độ cho gương gập điện rồi, tự động các bác nhá. Khi mà mình tắt máy này và mình khóa cửa thì gương nó sẽ tự cụp lên như này. Ok chưa ạ? Tay nắm cửa cũng được mã ốp chrome và viền kính cũng được mã ốp chrome, chạy dọc từ đầu xe đến cuối xe, tăng thêm cái sự sang trọng cho chiếc xe. La răng cổ xe đấy ạ. Và la răng cổ xe là la răng đúc dạng đa chấu, lốp láp còn cực kỳ là dày. Và phần cua lốp bên trong không có hiện tượng han gỉ mục mọt. Ok chưa ạ? Ra phần la răng và lốp lắp đằng sau. Vâng, đây các bác nhá. Đây là phần la răng đằng sau này, rồi là lốp lắp đằng sau đây ạ. Cũng còn rất là dày luôn. Phanh ABS 4 bánh rồi. Đó, phanh ABS 4 bánh thì giúp chúng ta đi sẽ được an toàn hơn. Tiến ra phần đuôi xe. Vâng ạ, tiến ra phần đuôi xe thì xe đã được trang bị cam lùi và 4 mắt cảm biến đùi, an toàn tiện lợi cho anh chị em khi mà mình lùi xe sẽ tránh được va chạm. Bởi vì khi mà mình lùi xe sẽ có thông báo vào trong xe, cảnh báo vào trong xe này, rồi là có hình ảnh ở trên màn hình sẽ giúp cho anh chị em tránh được va chạm anh chị em nhá. Cặp đèn hậu của xe đây ạ.
Vâng, cặp đèn hậu của xe cũng còn khá là chất lượng luôn, cũng còn trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố. Phần khớp lối giữa phần cản sau và phần thân xe đạo cũng còn rất là khít các bác nhá, rất là khít luôn. La răng của xe này, rồi là lốp lắp dày, và một dàn lốp còn rất là dày luôn. Đấy, cho nên là anh chị em mua về không cần phải lo nghĩ về cái vấn đề lốp lắp của xe nữa. Và cái cụm đèn hậu bên này đấy ạ. Vâng, cụm đèn hậu bên này cũng vậy, cũng còn trong sáng này, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố, và mọi người cũng có thể nhìn thấy đấy ạ. Còn đây là phần khớp lối. Vâng, phần khớp lối thì cũng còn rất là khít luôn, chứng tỏ là xe cũng không có hiện tượng va quệt cái phần cản sau. Tiện đây thì em sẽ qua luôn cái phần gầm bệ của xe để cho quý anh chị và các bạn cùng vào xem và tham khảo. Thì đây là phần gầm bệ của xe đấy ạ. Phần gầm bệ của xe thì sắt xi còn rất là ok các bác nhá, không có hiện tượng han gì mục mọt này, chạy còn rất là chắc chắn luôn, không có tiếng kêu lọc cọc hay là dạo dạc ở cái phần gầm bệ của xe. Và một chiếc xe nhập khẩu mà, cho nên là chất lượng rất là tốt luôn. Và một chiếc xe đời 2012, nhưng mà máy số zin, cột kèo keo chỉ zin, lỗ thất bên trong của xe còn rất là đẹp các bác nhá. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào trong khoang lỗ thất của chiếc xe để cùng tìm hiểu về những cái trang thiết bị option ở trên cái mẫu xe này, và có thể nhìn ngắm cái phần lỗ thất bên trong của xe các bác nhá. Vâng đây ạ, lỗ thất bên trong của xe đây ạ. Tất cả là còn nguyên bản này, tất cả là nguyên bản các bác nhá. Từ đầu đài nguyên bản, ghế da nguyên bản, táp lô táp ly. Đó, đây ạ, còn rất là sạch sẽ và tươi xe. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện. Vâng, có gương kính chỉnh điện cụp điện. Đây là cái nút bấm cụp gương các bác nhá, bác chủ cũ đã độ cho chúng ta rồi. Rồi là bàn phím tích hợp trên vô lăng. Và bàn phím tích hợp trên vô lăng, tăng giảm âm lượng tăng giảm âm lượng này, rồi lách bài chuyển bài. Và bên trong thì chúng ta được trang bị đầu đài nguyên bản theo xe, điều hòa mát rất là sâu các bác nhá, có cổng sạc 12V, có cổng USB, có cổng AUX đầy đủ để cho chúng ta cắm USB vào, nghe nhạc giải trí, rồi là vẫn giữ được cái để châm thuốc lá đấy ạ. Chìa khóa điện theo xe. Vâng, chìa khóa điện theo xe. Trang bị hộp số tự động, động cơ của xe là 1.4, chạy cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Lỗ thất ghế da màu ghi xám nguyên bản theo xe còn rất là đẹp này. Đây ạ, lỗ thất ghế da màu ghi xám nguyên bản theo xe các bác nhá, cũng còn khá là đẹp luôn. Trần cũng là trần nỉ nguyên bản theo xe. Vâng, trần cũng là trần nỉ nguyên bản theo xe. Táp lô táp ly hai màu. Ngoài ra xe được trang bị hai túi khí an toàn, đó là một túi khí an toàn ở vô lăng và một túi khí an toàn ở bên ghế phụ bên kia. Và anh chị em có thể để ý được cái phần vô lăng của xe đấy ạ. Phần vô lăng của xe rất là đẹp các bác nhá. Cái phần nhựa sần này không có hiện tượng bị mai một do cầm lắm nhiều. Vô lăng bọc da rồi, cầm lắm rất là êm tay. Vâng ạ, một chiếc Hyundai Accent đời 2012 nhập khẩu, số tự động, động cơ của xe là 1.4, màu xanh ngọc, form dáng sedan, xe thì còn cực kỳ là chất luôn. Em đang chào bán với giá là 330 triệu. Bác nào quan tâm thiện chí thì có thể kết nối qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn thêm cũng như là sẽ chốt cho các bác một cái mức giá tốt nhất ạ. Tiếp theo thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần kỹ thuật của xe, như là keo chỉ 4 cánh cửa, keo chỉ cốt xe, keo chỉ lắp cabo, cũng như là khoang động cơ của chiếc xe, để cho anh chị em vào xem tham khảo. Thì phần đầu tiên em sẽ quay cái phần táp ly trước này. Và đây là phần táp ly của cánh cửa bên trên, phía bên lái các bác nhá, cũng còn rất là mới luôn. Phần keo chỉ đây ạ. Phần keo chỉ thì thẳng tắp nguyên zin, không mất đi đâu một phần keo chỉ nào. Đó, ok chưa ạ. Còn đây là phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới và phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng đã, phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau đây ạ. Trên dưới tất cả là còn nguyên zin này, không có hiện tượng vặn mở ốc ra cánh cửa đằng sau. Vâng ạ, cái phần táp ly cánh cửa đằng sau đây ạ. Đây là phần táp ly cánh cửa đằng sau anh chị em nhá. Rồi là phần keo chỉ này. Đó, phần keo chỉ đây ạ. Phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới. Lỗ thất bên trong của xe còn rất là tươi, sạch sẽ. Táp ly cũng vậy. Ốc đai thì không có hiện tượng vặn mở ốc. Và ra đến phần cốp xe. Và ra đến phần cốp xe thì đầu tiên cũng là cái phần ốc đai đấy ạ. Đây là phần ốc để bắt cái lóc cốp xe này. Hai bên zin đét các bác nhá, nguyên đai nguyên kiện luôn. Phần keo chỉ của cốp xe đấy ạ. Và đây là phần keo chỉ cốp xe này.
Đó, được chưa? Khoang cốp xe thì khá là rộng rãi luôn, giúp cho anh chị em có thể để đồ thoải mái khi mà chúng ta đi làm, đi công tác xa nhà hay là đi du lịch, đi chơi cùng với cả gia đình các bác nhá. Khá là rộng rãi luôn. Ở phía dưới đây, và ở phía dưới đây là lốp sơ cua của xe đấy ạ. Lốp sơ cua của xe thì cũng là la răng đúc theo xe các bác nhá. Tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt này. Và tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt, cũng còn khá là chất lượng. Khoang cốp xe rộng rãi, đằng sau xe đã được trang bị cam lùi và 4 mắt cảm biến lùi rồi. Sang bên đây là phần tắp ly, phần keo chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Đầu tiên là phần tắp ly cánh cửa bên trên. Vâng ạ, phần tắp ly cánh cửa bên trên đấy ạ. Rất là sạch sẽ các bác nhá. Phần keo chỉ này. Đó, phần keo chỉ đấy ạ. Rồi là phần ốc tai. Vâng, rồi là phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới và phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng, đây anh em nhá, phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau này. Trên dưới tất cả là còn nguyên zin, không có hiện tượng vặn mở ốc. Đây là do nó lâu năm rồi, nó bị bong chóc cái lớp sơn ra các bác nhá, chứ còn không có hiện tượng vặn mở ốc luôn. Đảm bảo cam kết cho các bác là xe còn cực kỳ là chất. Được chưa ạ? Ra phần cánh cửa đằng sau thì đây là phần tắp ly đấy ạ. Đó, phần tắp ly này. Phần keo chỉ. Phần keo chỉ đấy các bác nhá. Phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới. Đó, thì vừa rồi anh chị em cũng đã biết được những cái trang thiết bị option ở trên cái mẫu xe này rồi, và cũng đã được nhìn ngắm cái phần nội thất bên trong của xe, rồi là phần tắp lô, tắp ly, vô lăng, củ số, rồi là keo chỉ, ốc bắt bản lề của 4 cánh cửa rồi. Tất cả là còn sạch sẽ và còn chất lượng các bác nhá. Anh chị em cũng đã yên tâm được một phần về cái chiếc xe này rồi. Và cái phần cuối cùng đi ạ. Phần cuối cùng em sẽ đi vào quay tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe, cũng như là phần keo chỉ của lắp cabo, cho anh chị em cùng vào xem tham khảo. Chúng ta sẽ đưa ra được đánh giá tổng quan nhất, chi tiết nhất về cái mặt chất lượng của chiếc xe này. Và đây là tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe, cũng còn khá là khô ráo và sạch sẽ. Và đầu tiên thì cũng là cái phần ốc đai các bác nhá. Phần này là phần ốc lắp cabo. Đó, nguyên đai nguyên kiện, zin đét luôn. Phần ụ giảm sóc đấy ạ. Vâng, đây là phần ụ giảm sóc. Rồi là phần keo chỉ của lắp cabo. Vâng, phần keo chỉ của lắp cabo đấy ạ. Được chưa ạ? Phần ốc đai bên này cũng zin đét luôn. Phần ụ giảm sóc và phần đinh tán thì vẫn còn tròn xe này. Sassy ở bên dưới thì còn rất là đẹp các bác nhá. Không có hiện tượng han gì mục mọt. Và động cơ của chiếc xe. Và động cơ của chiếc xe thì như anh chị em có thể nhìn thấy đây, ốc chân máy nguyên zin luôn. Ốc chân máy không có hiện tượng vặn mở ốc anh chị em nhá. Keo dàn cò là keo zin này. Một chiếc xe khá là đẹp và còn cực kỳ là chất luôn. Động cơ khô ráo, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ, máy lỏ êm, côn số mượt mà. Trước này thì máy zin, số zin, cột kèo, keo chỉ zin. Xe đẹp không lỗi các bác nhá. Đời 2012 thật nhưng mà xe còn cực kỳ là chất. Giá thì hợp lý, bác nào quan tâm thiện chí thì có thể về trực tiếp tại cửa hàng để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe. Đời 2012 mà bác nào mua về đi biết bảo dưỡng định kỳ, biết giữ gìn xe thì xe cũng còn cực kỳ là bền luôn các bác nhá. Hyundai Accent là một cái dòng xe chạy lành này, bền bỉ, cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, ok chưa ạ? Dạ vâng, thì vừa rồi em cũng đã quay giới thiệu chi tiết tổng thành form dáng nội ngoại thất keo chỉ gầm bệ khoang động cơ của chiếc Hyundai Accent 2012 nhập khẩu số tự động để cho anh chị em vào xem và tham khảo ạ. Anh chị em đang quan tâm về mẫu xe này, một là anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn thêm. Hai là anh chị em có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận và đánh giá về mặt chất lượng của xe. Anh chị em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì có thể ủng hộ cho Dũng Audi, xin một nút đăng ký kênh để mỗi lần em Dũng có những video giới thiệu chi tiết những mẫu xe mới nhập về cửa hàng, hoặc là những cái buổi live stream báo giá, trò chuyện tư vấn trực tiếp cùng toàn thành chị em thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thành chị em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thành chị em vào những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chào.